Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Dưỡng Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta có thật nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc, sức khỏe và sắc đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói thì mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ buộc phải bước vào trung vận thì mới có thể giàu có lên được. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 2 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không nào? Thưa quý vị, các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 2 âm lịch, tiền bạc kéo đến ùn ùn, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân phò trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 2 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng rất nhiều người phải kính nể. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên là ủng hộ chúng tôi bằng cách like video và đăng ký kênh, cùng với đó là nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một thông báo nào. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho tuổi Thìn trong tháng 2 năm 2022, về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen, dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi nhưng mặt tối là có sự đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Thìn phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ cho nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương, được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài cát thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn do hung tinh đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi công sức, mọi thứ mới ổn định. Trong tháng này cần phải cẩn trọng khi hùn hạp làm ăn với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng là hao tổn cả về danh dự và tiền bạc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Thách thức và cơ hội luôn song hành với nhau, nên người tuổi Thìn vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng và cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha trong cuộc sống hàng ngày, không có dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 2 năm 2022 cho gia chủ tuổi Thìn trên phương diện sức khỏe thì không được tốt. Sức khỏe giảm sút nhiều so với năm trước, dễ xảy ra ốm đau bệnh tật và lâu khỏi. Đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực công việc cuộc sống mà ra, như đau nhức đầu, giảm sút thị lực.
cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi nếu có thể, đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng và mệt mỏi. Trong tháng này, nam nữ tuổi Thìn có hạn về xe cộ, chính vì thế khi xuất hành ra ngoài nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc là sông nước do vong thần hung tinh luôn thường trực. Các gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an cũng như sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng của vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của gia chủ tuổi Thìn trong tháng này không được như ý. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc chỉ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Và ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc vào thị phi nào đó. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng sẽ khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến cho suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý, dù được may mối thì cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi từng tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Những người tuổi Thìn sinh năm 2000 đã ra trường thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín. Vừa lãng phí thời gian vừa hao tổn tài khí của mình, hãy nên cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để cho mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến cho hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn. Do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Trong tháng này, tử vi của người tuổi Mậu Thìn rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng như không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình cho nên dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo góc độ tử vi, tuổi Thìn năm 2022 tháng này, vận khí của người cầm tinh con rồng sinh năm 1976 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng được giải qua. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Đặc biệt, nam mệnh cần phải tăng cường tập thể dục thể thao, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa khói thuốc cũng như là uống rượu bia thường xuyên. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất là nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo gặp rắc rối phiền phức. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần phải lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình cũng như đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng gây ra tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng như làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022. Tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là kim bạc kim. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Xung Dậu hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày
ngày âm lịch ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 2 này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh, like video và ấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.